Gần 2 tấn cá tầm Trung Quốc được nhập lậu vào Việt Nam. Trong ngày hôm nay, 30 tháng 4, các cơ quan chức năng đã liên tục bắt giữ được 3 chiếc xe tải chở gần 1.9 tấn cá tầm nhập lậu từ Trung Quốc đang trên đường chuyển về chợ cá Yên Sở ở quận Hoàng Mai, Hà Nội để tiêu thụ. Trong chiếc xe tải đầu tiên bị bắt có chở nhiều bể chứa hơn 200 con cá tầm với tổng trọng lượng trên 500 kg. Chiếc xe tải thứ hai bị Công an Quản lý Thị trường kiểm tra đã chở khoảng 190 con cá tầm có trọng lượng 475 kg. Và chiếc xe tải thứ ba bị chặn bắt trong cùng một ngày chở theo 280 con cá tầm với tổng trọng lượng khoảng 860 kg. Toàn bộ số hàng trên không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Hai tài xế kiêm chủ hàng đã khai là đã đích thân sang Trung Quốc thu mua cá tầm, sau đó vận chuyển qua cửa khẩu ở khu vực Móng Cái ở Quảng Ninh để đem về chợ cá Yên Sở ở Hà Nội để bán lại. Người tài xế kiêm chủ hàng chiếc xe tải thứ ba thì khai rằng đã mua cá tầm từ lái buôn Trung Quốc qua cửa khẩu Tà Lùng ở Cao Bằng để đưa về Hà Nội bán lại cho các lái buôn tại đây tiêu thụ. Theo cả ba chủ hàng trên, định kỳ 3 ngày một lần sẽ vận chuyển cá về chợ Yên Sở theo đặt hàng của các lái buôn tại đây. Theo đó, nếu vận chuyển trót lọt về Hà Nội, cá sống được thu mua với giá 50.000 đồng một ký sẽ bán được với giá hơn 100.000 đồng một ký. Còn cá chết được thu mua với mức giá 30.000 đồng một ký bán lại cho lái buôn tại Hà Nội với giá từ 70 đến 80.000 đồng một ký.